Hôm nay Quốc hội đã nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cử tri băn khoăn tình trạng các cơ sở giáo dục ở các thành phố lớn chưa đáp ứng được nhu cầu, tình trạng thừa thiếu giáo viên, bạo lực học đường. Ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế trong những năm qua, tuy nhiên vẫn còn tình trạng thiếu các danh mục thuốc y tế, cơ sở vật chất ở một số bệnh viện còn chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cử tri biết ơn và rất xúc động trước hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại hiện trường, sâu sát với nhân dân, hình ảnh lực lượng vũ trang gồng mình giúp đỡ nhân dân, phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ hộ nghèo, người yếu thế làm lại nhà ở, qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến băn khoăn lo lắng về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng có xu hướng tăng, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán người, buôn bán ma túy chưa giảm, vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ chưa giảm, làm chết nhiều người. Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng tiêu cực, kể cả lãng phí, để có những giải pháp căn cơ phòng chống hiệu quả hơn. Cử tri vui mừng phấn khởi khi được tăng lương cơ sở, giá cả cơ bản ổn định, đời sống được cải thiện. Tình trạng công dân khiếu nại kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý một số vấn đề bất cập trong việc tăng lương đối với một số ngành nghề, tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu tương xứng với tăng lương cho cán bộ công chức, có hình thức xử lý nghiêm đối với người có trách nhiệm không tổ chức tiếp công dân hoặc tiếp mang tính chất chiếu lệ, chưa chân thành lắng nghe, thật lòng giải quyết kiến nghị của người dân. Và sự phối hợp